Tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống COVID-19 trong lực lượng công an nhân dân và triển khai nhiệm vụ trong tình hình mới. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, các đơn vị thuộc Bộ Công an cùng công an các địa phương trên toàn quốc. Trong suốt quá trình chống dịch, lực lượng công an đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, biên giới, cửa ngõ ra vào các tỉnh, thành phố, túc trực 24/24 giờ tại các điểm nóng, phối hợp liên ngành đấu tranh, qua đó xử lý 159 vụ trên 927 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, xử phạt 421 đối tượng hoạt động chống phá, xử lý trên 200 vụ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ghi nhận sự đóng góp của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu lực lượng công an tiếp tục đề cao vai trò ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống. Ngành công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các ngành liên quan khác trong việc ngăn chặn hiệu quả các trường hợp nhập cảnh trái phép, truy vết các trường hợp tiếp xúc, giám sát chặt chẽ các trường hợp phải cách ly tại các cơ sở y tế cũng như là cách ly tại nơi lưu trú, đặc biệt là phối hợp tổ chức tốt công tác đảm bảo an toàn y tế phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và các sự kiện trọng đại khác của đất nước, kiên quyết ngăn chặn với các nguồn lây, khoanh vùng xử lý triệt để các ổ dịch, không chỉ đối với dịch COVID-19 mà còn đối với các dịch bệnh mới nổi. Được biết, tính đến ngày 18 tháng 12, các cơ sở y tế của Bộ Công an đã tiếp nhận và điều trị 1.489 bệnh nhân, hiện đang còn theo dõi 31 trường hợp và thực hiện hơn 5.300 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, góp phần giảm tải áp lực cho cả hệ thống ngành y tế. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương cần thực hiện tốt các chuyên đề phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm và tăng cường quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh qua các tuyến biên giới, cửa khẩu. Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp công an các đơn vị địa phương với lực lượng biên phòng chủ động rà soát, tăng cường quản lý chặt chẽ số người nhập cảnh qua các tuyến biên giới, cửa khẩu, phân loại diện đối tượng, rà soát các quy trình thủ tục xuất nhập cảnh, đảm bảo giải quyết nhanh các thủ tục tại sân bay để kịp thời đưa công dân ta đến các cơ sở cách ly theo kế hoạch, phương án đã đề ra, đồng thời phải đảm bảo chặt chẽ đáp ứng yêu cầu quy định chống dịch theo quy định của cơ quan quốc tế. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị công an các địa phương, đơn vị tiếp tục đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà soát từng đối tượng, tăng cường quản lý cư trú người nước ngoài, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các điểm cách ly. Trong dịp này, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã trao bằng khen của Bộ Công an cho 159 tập thể, 277 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.